Boon bị yêu cầu cấm hát, cục nghệ thuật biểu diễn lên tiếng. Hát dở hụt hơi và phát ngôn cứ cầm mic lên thành ca sĩ của Chi Boon khiến nhiều người phản ứng dữ dội. Thậm chí có nghệ sĩ yêu cầu nên cấp lại thẻ hành nghề để thanh lọc người hát như Chi Boon. Trước bức xúc từ dư luận, cục nghệ thuật biểu diễn đã lên tiếng về vấn đề này. Khi phóng viên đem những bức xúc của một số nghệ sĩ về hiện tượng Chi Boon và đặt lại nghi vấn có nên cấp thẻ hành nghề để thanh lọc những người đi hát như Chi Boon hay cấm biểu diễn đối với những trường hợp này, ông Lê Minh Tuấn, cục phó cục nghệ thuật biểu diễn đã có những chia sẻ thẳng thắn. Những ý kiến như vậy thể hiện sự phản ứng của công chúng, khán giả đối với một tiết mục chương trình biểu diễn của người biểu diễn. Chắc chắn nếu cá nhân người biểu diễn không cải thiện tiết mục biểu diễn của mình cả về hình thức biểu diễn và cả chất lượng nội dung nghệ thuật thì khán giả sẽ không ủng hộ và đương nhiên người biểu diễn đó sẽ không có chỗ đứng trong lòng công chúng khán giả để tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, ông Lê Minh Tuấn nói. Theo ông Lê Minh Tuấn, với trường hợp của Chi Boon thì chưa đủ cơ sở để đình chỉ biểu diễn. Việc đình chỉ biểu diễn thì các cơ quan quản lý phải căn cứ vào các quy định của pháp luật cụ thể. Trong trường hợp này thì chưa đủ cơ sở và tôi tin trước những phản hồi của dư luận, khán giả sẽ biết lựa chọn người biểu diễn để ủng hộ và thưởng thức. Về việc một số nghệ sĩ thể hiện mong muốn cấp trở lại thẻ hành nghề, ông Lê Minh Tuấn cũng có những chia sẻ. Việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ phải cần có quy định của pháp luật và hiện nay thì không có quy định cấp thẻ hành nghề nên cơ quan quản lý không thực hiện việc này. Hơn nữa hiện nay với xu thế đơn giản hóa thủ tục hành chính, tôi cho rằng đề nghị cấp thẻ hành nghề cần phải xem xét thấu đáo và không phải vì một cá nhân không đáp ứng được về khả năng, trình độ mà lại đi cấp thẻ hành nghề cho hàng ngàn nghệ sĩ. Tuy nhiên, ông Lê Minh Tuấn cho rằng khán giả bây giờ rất tin tưởng, họ biết lựa chọn dòng nhạc, nghệ sĩ biểu diễn phù hợp, có chất lượng nghệ thuật để ủng hộ, mua vé thưởng thức. Còn các chương trình, tiết mục nghệ thuật yếu cả về hình thức và nội dung biểu diễn, chắc chắn khán giả sẽ không ủng hộ. Trước đó, việc Chi Boon tuyên bố từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ và bày tỏ Việt Nam cứ cầm mic lên là thành ca sĩ đã bị nhiều người phản ứng dữ dội. Những giọng hát như Thanh Lam, Thu Minh, Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Hương Tràm đều phản ứng gay gắt trước khả năng của cô. Thậm chí Văn Mai Hương còn thẳng thừng chia sẻ, không thể gọi Chi Boon là ca sĩ đồng nghiệp được. Gần đây nhất, Chi Boon thể hiện hát live trên sóng truyền hình, cũng bị cư dân mạng ném đá nặng nề vì cho rằng cô hát yếu hụt hơi liên tục. Ca sĩ Thái Thùy Linh, Minh Quân, Việt Tú cũng chia sẻ nhiều quanh việc muốn làm ca sĩ của Chi Boon. Phần lớn các ý kiến cho rằng phát ngôn của cô là nông cạn của tuổi trẻ, cũng từ những bức xúc quanh việc nhiều bạn trẻ coi làm ca sĩ dễ như đi chơi, dễ kiếm tiền, dễ nổi tiếng. Ca sĩ Minh Quân nhắc lại việc có nên cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ hay không. Nhiều lúc tôi và các nghệ sĩ đã muốn lên tiếng. Nhưng Chi Boon chỉ là lớp đàn em nên mọi người cũng không chấp. Tuy nhiên sau sự việc vừa qua, đã có ý kiến cho rằng cần cấp lại chứng chỉ biểu diễn cho các nghệ sĩ, ca sĩ Minh Quân nói.